chân tuyệt vời, thật đẹp thay, ôi thật đẹp thay, là những bước chân của người đem tin mừng cho mọi nơi. Ai đi gieo giữa tuổi sầu sẽ về gặt trong vui sướng, ai đi gieo giữa lệ rơi sẽ về gặt trong tiếng cười. Đây bao nhiêu lúa vàng tươi đang từng ngày từng đêm đón đợi người người gặt hái đem về trong lòng rộn ra niềm vui. Những bước chân tuyệt vời, chân đẹp thay, đẹp thay, là những bước chân của người đem tin mừng cho mọi nơi. Băng qua trăm suối ngàn đồi vững vàng niềm tin đi tới, qua bao gian khó đầy vơi vẫn tràn niềm vui cứu đời. Đi loan tin khắp mọi nơi, Chúa Trời hằng sầu thương hết muôn người, tình Ngài bền vững muôn đời. Trông cây vào Chúa người ơi, những bước chân tuyệt vời, chân đẹp thay, ôi thật đẹp thay, là những bước chân của người đem tin mừng cho mọi nơi. Chân tuyệt vời, chân đẹp thay, ôi thật đẹp thay, là những bước chân của người đem tin mừng cho mọi nơi. Qua bao thung lũng hiểm nguy vẫn hằng bên tâm vững chí, trong gai răng khiến đường đi vẫn chẳng hề than trách gì. Tâm tư tràn chứa niềm tin, Chúa Trời hằng chờ che giữ gìn. Đoàn người giao bước lên đường, loan truyền tin Chúa bình thường. Những bước chân tuyệt vời, chân đẹp thay, ôi thật đẹp thay, là những bước chân của người đem tin mừng cho mọi nơi. Những bước chân tuyệt vời, chân đẹp thay, ôi thật đẹp thay, là những bước chân của người đem tin mừng cho mọi nơi. Ai đi gieo giữa tuổi sầu sẽ về gặt trong vui sướng, ai đi gieo giữa lệ rơi sẽ về gặt trong tiếng cười. Đây bao nhiêu lúa vàng tươi đang từng ngày từng đêm đón đợi người người gặt hái đem về trong lòng rộn ra niềm vui. Những bước chân tuyệt vời, chân đẹp thay, ôi thật đẹp thay, là những bước chân của người đem tin mừng cho mọi nơi. Băng qua trăm suối ngàn đồi vững vàng niềm tin đi tới, qua bao gian khó đầy vơi vẫn tràn niềm vui cứu đời. Đi loan tin khắp mọi nơi, Chúa Trời hằng sầu thương muôn đời, trông cây vào Chúa người ơi. Những bước chân tuyệt vời, chân đẹp thay, ôi thật đẹp thay, là những bước chân của người đem tin mừng cho mọi nơi. Trong ghế để chúng ta ngồi, và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đến chương trình.
Xin trân trọng kính chào quý vị đại biểu cùng tất cả quý ông bà anh chị em đến tham dự ngày khánh nhật truyền giáo 19 tháng 10 2014. Trước khi vào chương trình chính thức, xin được thông qua chương trình hôm nay như sau. Hôm nay sau chương trình văn nghệ chào mừng quý vị đại biểu thì sẽ là thánh lễ. Sau thánh lễ, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu chúng ta đi lên khu hội trường ở trên kia. Tại đó chúng ta sẽ dự tiệc trà. Rồi chúng ta nếu ai có những câu hỏi gì băn khoăn thắc mắc liên quan đến công giáo, tôi sẽ là người trả lời. Sau đó trước khi về, tôi sẽ được tận tay trao tới quý vị mỗi người một món quà biểu lộ cho tấm lòng của tất cả giáo sư chúng tôi. Chương trình văn nghệ gồm các tiết mục như sau. Thứ nhất là khách đến chơi nhà, đoàn văn họ của phường Nghĩ. Thứ hai là bài vũ điệu tình yêu gia đình của giới trẻ phường Mỹ. Thứ ba là bài chống cơm của giới trẻ phường Mỹ. Thứ bốn là bài quan họ tương phùng tương ngộ, đoàn quan họ phường Mỹ. Thứ năm là vũ điệu điệu hò ra khơi của giới trẻ họ phường Mỹ. Và trước khi ra về là bài lạy Chúa con lên đường. Kính thưa quý vị đại biểu tôn giáo bạn, quý cô bác, quý anh chị, các bạn, các em, hàng năm cứ vào Chủ nhật thứ ba trong tháng 10 dương lịch thì giáo hội Công giáo lại dùng ngày này để cử hành một thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho việc truyền giáo trên toàn thế giới. Năm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2014. Thay lời cho ban tổ chức, với tư cách là cha xứ, tôi xin chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của tất cả quý khách hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa là cha chung của tất cả chúng ta chúc lành cho buổi gặp gỡ của chúng ta hôm nay. Để đáp lại thiện tình của quý vị khách quý, trước khi bước vào thánh lễ, xin trân trọng kính mời quý vị thưởng thức chương trình văn nghệ đón chào quý khách. Kính thưa quý vị, bao giờ cũng vậy, vào đầu canh hát, người quan họ không thể quên được tục mời nước mời chầu. Qua lời ca tiếng hát của các liền anh liền chị, xin mời quý vị uống một chén nước và xơi một miếng chầu của một người quan họ qua câu hát. Chẳng mấy khi khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà mời người xơi. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho em vui lòng. Xin quý vị cùng đến với bài hát Khách đến chơi nhà qua sự trình bày của các liền anh liền chị, đoàn quan họ đến từ giáo xứ phường Y. Mời quý vị có bạn nối một tràng pháo tay để đón chào.
được quan họ đâu. Cho nên người ta nói là ai đến phượng vĩ một lần để xem phượng vĩ rằng gần hay xa. Gần xa thì mặc gần xa, một khi đã quyết thì xa hóa gần. Xin chân thành cảm ơn sự diễn xuất của các liền anh liền chị của giáo xứ Phượng Vĩ. Những sức sống tươi trẻ đem lại cho chúng ta những nụ cười và những tràng pháo tay có thể làm trẻ lại mọi nơi mỗi người chúng ta. Kính thưa quý vị khán giả, gia đình là tế bào của xã hội cũng như giáo hội. Bất cứ gia đình nào trong mỗi chúng ta cũng đều mong muốn được hạnh phúc và bình an. Năm nay, năm 2014, giáo hội Công giáo dành đặc biệt để cầu nguyện cho các gia đình, để mỗi chúng ta cùng thắp sáng lên tình yêu trong chính gia đình mình. Qua phú khúc tình yêu gia đình của các bạn trẻ giới họ giáo xứ Phượng Vĩ sứ điệp, hy vọng mỗi gia đình chúng ta luôn là ngọn đuốc của tình yêu thắp sáng cho tất cả mọi người. Mời cộng đoàn chúng ta vỗ một tràng pháo tay và cùng thưởng thức. Hãy thắp sáng tình yêu chung tín.
nay là anh có đưa em đi phải không? À, em ấy là ai đâu nhỉ? Em ngồi ở chỗ nào nhỉ? À, cái đây em giơ tay được à? Thế mời em lên đây. Mời em lên đây để xem nào. Đây là hai anh chị. Chúng ta gọi là anh chị bởi vì nếu trở lại cách đây mấy chục năm là hai anh chị này trẻ lắm đấy chứ. Trẻ lắm. À, đấy, rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn sự hiện diện của hai anh chị. Chúng cơ là một bài dân ca quan họ nổi tiếng, thường được hát và múa theo trong các dịp lễ hội ở khắp Việt Nam. Không ai biết chống cơ ra đời từ lúc nào, chỉ biết các cụ ta thường dùng nó trong những dịp lễ tế thần thánh, những dịp hát chèo. Cùng với sự phát triển của lịch sử, ngày nay chống cơ cũng được hiện đại hóa theo. Ngay sau đây xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức vũ điệu chống cơ theo phong cách hết sức mới lạ và hiện đại qua phần thể hiện của gánh chèo họ Phường Mỹ. Xin chúng ta vỗ tay đón chào.
trẻ của giáo sứ Phương Thủy. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị khán giả, vùng đất Kinh Bắc xưa nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, nơi có dòng sông Cầu thơ mộng chảy qua, quê hương của những liền anh liền chị, nơi đã sản sinh ra hàng trăm làn điệu quan họ mượt mà tha thiết, nơi có những người con trai con gái đẹp nết đẹp người đẹp cả lời ăn tiếng nói, họ yêu nhau vì nghĩa, mến nhau vì tài, say nhau qua điều hạ dân ca để ai xa ai gần cũng đem lòng thương nỗi nhớ. Hôm nay
Xin mời hai lệnh anh ra đây để xin được gặp gỡ riêng một chút ạ. Xin mời hai lệnh anh. Được ghé ôm à, lại là có tình riêng à, xin hỏi liền anh này là kính thưa quý vị khán giả, hôm nay có một người là nhắn tin cho tôi hỏi là thưa cha thuê đoàn quan họ này ở đâu và giá bao nhiêu à. Thế thì là thật ra mà nói là không phải là thuê ở đâu cả, còn giá thì là vô giá. Nhưng mà bây giờ tôi mà nói thì nó khó. Thật ra mà nói là đây là tất cả những người là ăn cơm Phượng Vĩ, uống nước Phượng Vĩ, lớn lên từ đất mẹ Phượng Vĩ. Và vì thế hát bằng lời ca Phượng Vĩ cho người ở đây nghe thôi. Đấy, cho nên là xin hỏi liền anh là anh có thể giới thiệu là hai cái cặp liền anh và liền chị hôm nay là ở đâu, có ai là ngoài Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ hay là đón từ người quan họ Bắc Ninh ở đâu đây làng riêng về đây đó là cũng được rồi, đúng không ạ? Xin vui lòng là trả lời cho mọi người xem là các liền anh liền chị là con nhà ai, thu mấy cho mọi người biết chứ không có hiện tượng là Phượng Vĩ cũng khối người hát ngay đấy. Dạ con kính thưa cha, kính thưa toàn thể quý khách cùng đoàn, con xin giới thiệu một chút về trước hết là bản thân con. Con là du xe Nguyễn Mạnh Hùng, con thì được sinh ra và lớn lên là ở khu 11 phường Vĩnh Cẩm, Phú Thọ. Con Cố Hòa và mẹ Tá. Bố tay. Dạ, và con ba người thứ nhất đó là một người anh và hai người chị kia thì cũng đều là người con của quê hương phường Vĩnh mà ra, chứ không có phải ở đâu cả. Liền anh mà đi cùng với con đó là liền anh Tuấn, con nhà ông bà Trương Lo ở trên khu 15 cũng ở Phương Vĩ Cà Phê. Dạ còn là về hai liền chị thì là có một liền chị Hợp và liền chị Trang thì cũng đều là người ở khu một người ở khu 10 Cẩm Khê, Phương Vĩ Cẩm Khê, Phú Thọ và một người ở khu 15, và liền chị Hợp thì là con của nhà ông Xuân Hồng là ở trên khu 10 Cẩm Khê, Phương Vĩ Cẩm Khê, Phú Thọ, và liền chị Trang thì là con nhà của ông Thanh Thông ở trên khu 15, cũng tất đều là người của quê hương giáo xứ Phương Vĩ ở đây ạ. Xin chân thành cảm ơn sự giới thiệu rất là kỹ càng của liền anh. Xin hỏi liền anh một câu là để diễn xuất và đưa lại cho tất cả quý vị khán giả hôm nay một bữa ăn tinh thần hết sức là sảng khoái. Mà cái hôm tập vừa rồi xin bật mí với quý vị khán giả, có những người đến đây họ phát biểu một câu hết sức liều lĩnh. Phát biểu phải nói là từ ngày tôi được sinh ra là người chưa bao giờ tôi nghe thấy liều đến mức như thế. Họ bảo này, thế này thì tội gì phải đi đâu mà xem, cứ đến đây mà xem. Chưa liều đâu. Câu ấy mới là liều cấp 1 thôi. Bây giờ mới là đại liều này. Họ bảo này, đập mạnh cái tivi nhà mình đi, không kém xem nữa, cứ đến đây mà xem. À, họ nói như thế có nghĩa là họ rất là trân trọng những cái tài năng của các bạn trẻ ngày hôm nay cống hiến cho đời, cống hiến cho người, cống hiến cho giáo hội, cho giáo hội. Xin hỏi liền anh là để tập được một bài có thể nói là trơn tru điêu luyện như một nghệ nhân như thế này thì là có nhiều thời gian không ạ? Dạ con thưa cha cùng với cộng đoàn thì cha nói là con cũng run, cha nói là những nghệ nhân thì em chúng con cũng dám nhận. Thế nhưng mà để tập luyện được như thế này thì chúng con cũng tương đối là vất vả, tại vì là chúng con thiếu về kỹ năng, thiếu về trình độ chuyên môn, và chúng con chỉ có là mình nghe nhạc ở trên, mình lấy ở trên mạng về, sau đó thì anh em chúng con là tự tập với nhau và tự biên đạo cũng như là các cái chương trình là cũng là cứ tự nhiên tự diễn, cho nên chúng con cũng gặp tương đối là nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì cũng những cái lúc mà cần chương trình tuyên truyền thì cũng nhờ đến sự công tác của quý anh chị em cùng đặc biệt là cha xứ cũng đóng vai trò gần như là một người đạo diễn nữa. Thế thì anh em chúng con cũng có được những cái để được như hôm nay thì nó cũng chưa được hoàn hảo lắm. Tuy nhiên thì thôi cây nhà lắm gần thì có làm gì thế. Chúng ta vỗ một tràng pháo tay.
để là đi hát ở các cái đám cưới có khi là hay đấy cha. Thế theo liền anh là đất là vùng Tinh Bắc xưa thì theo liền anh là như thế nào nhỉ? Có nên không nhỉ? Dạ con thưa cha, thưa toàn thể cộng đoàn, theo con nghĩ thì nó là một cái nét đẹp văn hóa tinh thần của chúng ta, và nếu như mà được cái sự đón nhận nhiệt tình của quý ông bà và thế chị em thì con hy vọng là ngày xưa thì có quan họ ở đất Kinh Bắc, nhưng mà ngày nay chúng ta có quan họ ở vùng Mỹ và chúng ta nên có một đoàn quan họ riêng cho giáo sư. À, kính thưa quý vị khán giả, cái bộ trang phục từ quần áo nam nữ cho đến nón quai thao chống cơm, vừa rồi tôi đi học một tuần ở Bắc Ninh, tôi đã đến tận vùng trung tâm của Kinh Bắc để tôi mua đầu tư để là thỉnh thoảng mà các con em mình hát, cho nên là chúng ta thấy là hay quá rất nên. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị khán giả. Kính thưa quý vị khán giả, mau bạn ơi cùng nhau ra khơi thả lưới, mang chân lý tỏa sáng cho đời thắm tươi. Hãy cùng đi loan báo lời Chúa đến cho mọi dân, sống một đời chứng nhân phát gieo miếng thương giả rào. Ta cùng đi ra khơi xa, ta hòa lên điều họ âm vang truyền giáo, đưa thuyền ta vượt khơi mau về bến bờ, khiến tuổi xuân theo Chúa, nguyện ước sắt son thủy chung. Hãy trở nên mối miên, sáng ngời chiếu soi trần gian, dù giông tối hiểm nguy dâng đầy, lòng trung tín mình vững đến cùng. Xin nguyện đem tình yêu Giêsu chung niềm tin cùng ra khơi ra, vỗ nhịp mái chèo có Chúa ở bên ta không lo chi. Thưa quý vị, đó là lời của bài hát điệu hò ra khơi nhân ngày khánh nhật truyền giáo năm 2014 trong toàn thể giáo hội. Các bạn trẻ giáo xứ Phượng Vĩ sẽ đem lại cho chúng ta một nét vui tươi trẻ trung qua vũ điệu điệu hò ra khơi. Xin chúng ta vỗ tay đón chào.
còn đang ao ước được xem những tài năng của các bạn trẻ. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng đây chỉ là những tiết mục để chào mừng và đón chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần 2, đó là thánh lễ. Xin chân thành cảm ơn sự chăm chú, quan tâm, lắng nghe của tất cả quý vị. Giờ đây chúng ta sẽ nghe rao lịch công giáo, đồng thời những người có trách nhiệm chúng ta sẽ dọn cái này để chúng ta đi vào thánh lễ. Xin chân thành cảm ơn. Về công ăn việc làm, về tương quan đi
lại về lo lắng sự nghiệp tất cả vân vân. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ và xin Chúa ban cho chúng ta được những ơn đó. Tôi đu nhân cùng Thiên Chúa.
đó là lời Chúa. Xem bài của bạn. Và đức tính này cũng được biểu hiện
Và nếu chúng ta mắc sai lầm, ta sẽ dễ dàng sửa chữa được nó và hoàn thiện mình thành một công dân tốt, có ích cho xã hội, cho giáo hội, và làm cho cái môi trường chúng ta sống trở nên trong sạch, văn minh và tốt đẹp, khiến đất nước ngày càng đi lên và phát triển đến tầm cao. Đồng thời, bên cạnh những người biết hoàn thiện bản thân để trở thành công dân tốt, vẫn có những người biểu hiện thiếu trung thực và sai trái. Chúng ta cần phải phê phán và lên án những biểu hiện như vậy. Biểu hiện rõ nhất là trong giới học sinh hiện nay, nàng học giả bằng thật do quay góp chép bài của bạn, gian lận trong thi cử đã trở thành một tệ nạn phổ biến, gây ảnh xấu đến kết quả học tập, đến ý nghĩa của việc dạy và học, gây xôn xao xã hội. Một biểu hiện nữa tương đối rõ ràng là sự thiếu trung thực trong kinh doanh đời sống. Rất nhiều người ở đây chúng ta là làm nghề kinh doanh, đó là việc các cái báo cáo không trung thực, chất lượng sản phẩm kinh doanh ngày càng kém đi, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng là đe dọa tính mạng của con người hiện nay. Như các sản phẩm, các mặt hàng được người dân tiêu dùng hàng ngày, điển hình các nước các loại sữa có chứa chất độc hại melamin gây hại sức khỏe cho người tiêu dùng, hay là các loại nước mắm cũng có chứa chất ure độc tố, hoặc cả các loại rau quả trái cây hiện nay như rau xanh hay hoa quả tươi đều được người trồng trọt tiêm nhiễm các loại hóa chất vì lợi nhuận của bản thân, bất chấp luân lý, bất chấp sự sống, miễn là có tiền. Những hành vi trên đều đáng phê phán vì thiếu trung thực, không nghĩ đến sức khỏe của người dân mà chỉ nghĩ đến lợi nhuận của bản thân mình. Chỉ vài biểu hiện trên đã nói lên được tính thiếu trung thực trở thành căn bệnh phổ biến lây lan nhanh trong mọi người dân. Chính căn bệnh này khiến xã hội xuống cấp, đạo đức người dân bị hạ thấp, phá bỏ những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Trung thực là thành thực với người và thành thực cả với mình. Luôn luôn lấy chuẩn mực đạo đức là cốt lõi trong từng lời nói và hành động. Đó là một trong những phẩm chất quan trọng nhất tạo nên giá trị của con người chân chính. Tính trung thực nó giúp con người trở nên đáng tin cậy trong mọi mối quan hệ giao dịch. Đó là sức mạnh lớn nhất giúp thuyết phục người khác. Người trung thực không chấp nhận gian dối trong bất cứ việc gì. Trung thực làm nên nhân cách con người. Sống trung thực không phải lúc nào cũng dễ, nó đòi hỏi sự dũng cảm và nghiêm khắc với bản thân. Walter Anderson cho rằng cuộc sống sẽ thay đổi khi chúng ta biết nắm bắt các cơ hội cho mình, nhưng cơ hội đầu tiên và khó khăn nhất lại là việc chúng ta phải thành thật với chính bản thân mình. Ngay cả khi phải đối diện với thất bại, thua thiệt, ta vẫn cần phải sống trung thực, có thế ta mới có thể ngẩng cao đầu mà sống và cảm thấy thanh thản trong lòng. Người trung thực trước tiên là trung thực với chính bản thân mình, thành thật nhìn nhận những nhược điểm và sai lầm của mình. Họ nhận thức được là dù họ có công khai nhìn nhận sai lầm của mình hay không, thì thường những người xung quanh vẫn biết. Một người chân chính không chỉ trung thực với những gì đang và sẽ diễn ra, mà còn trung thực với những điều mình đã nói, những lỗi lầm của mình đã xảy ra trong quá khứ. Một khi đã rèn luyện cho mình một thái độ sống như vậy, chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ tươi sáng hơn, được mọi người quý trọng hơn trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống. Báo Tuổi Trẻ ngày 17 tháng 9 năm 2014, tức là cách đây một tháng 2 ngày, có đưa tin theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong gần 1 triệu người kê khai tài sản năm 2013,
chỉ một người kê khai không trung thực. Gần 1 triệu người kê khai tài sản năm 2013, chỉ một người kê khai không trung thực. Và bài báo nói như này, quả là một con số tuyệt đẹp về lòng trung thực hôm nay. Dấu hỏi chấm. Bài báo đặt câu hỏi, cũng năm 2013, khi điều tra về nợ xấu của các ngân hàng, người ta phát giác ra sự tiêu cực của những cán bộ được phân công định giá tài sản của những người đi vay ngân hàng. Những người làm công tác giám định gian dối này đã kê khai khống giá trị tài sản thế chấp để người đi vay được vay nợ với số tiền lớn rồi chia lại theo một tỷ lệ nào đó cho người định giá. Ví dụ chẳng hạn như là một miếng đất thế chấp trị giá là được 500 triệu đồng thì người đi định giá kê khai thành 3 tỷ đồng để số tiền vay được duyệt là 1 tỷ 8. Người cho vay và cán bộ định giá chia nhau số tiền vay được. Khi đi đổ bể, người vay không có đủ tiền trả, ngân hàng thu nợ bằng tài sản thế chấp, nhưng nó không có gì là đáng giá so với số tiền đã vay. Nợ xấu không đòi được là vậy. Đó chính là hậu quả của sự thiếu trung thực. Đối với nhà đạo, đối với những người công giáo, có một câu chuyện như thế này. Một cặp vợ chồng kia sống không lương thiện, chỉ ham kiếm tiền bằng mọi cách có thể. Một hôm, người chồng nghe nói rằng có người được ơn nhờ đi khấn ở đền Thánh Giuse. Anh ta cũng nghe đồn Thánh Giuse tại đền rất thiêng, xin gì được nấy. Nhưng ngày thứ tư đầu tháng, anh ta nói với vợ là mua lấy 10 bông huệ, rồi cả hai là áo quần chỉnh tề lên đền để xin khấn, đặt bó huệ trước tượng đài Thánh Giuse. Người chồng lớn tiếng kêu cầu như thế này: lạy ông Thánh Giuse, xin ông Thánh Giuse thương giúp cho con trúng số chiều nay. Con có mua 1 cặp 5 tấm, nếu con trúng số độc đắc, con xin dâng vào đền Thánh 3 tấm. Bà vợ nghe thấy vậy bèn bấu tay chồng và nói rằng: sao mà nhiều thế, ông Thánh chỉ cần 2 tấm là vui được rồi. Chồng mới quát: bà biết cái gì đồ đàn bà, tôi đã hứa dâng là dâng cho đáng, đừng có mà buồn xỉn. Thánh không có nhận lời những người buồn xỉn đâu. Về đến nhà, thấy vợ không vui, chồng bắt đầu tiết lộ: này, tôi nói là tôi nói vậy, tôi nói với ông Thánh vậy thôi. Đây nè, trong ví tôi còn 10 cái vé, chiều nay tha hồ mà nó mua 3 tấm, lừa bảo nếu chúng thì mua 5 tấm, nếu lừa chúng cho 3 tấm, nhưng mà trong túi còn 10 tấm. Con người dễ dàng chóa mắt trước tiền của, dám lừa nhau, lừa chồng, lừa vợ, lừa bố mẹ, lừa thầy cô, lừa bạn bè, lừa trên dối dưới, lừa mọi người, lừa cả Thánh và lừa cả Chúa, lừa hết, lừa đến mức mà nhân gian có câu ngày nay là giải thoát trắng tinh cả quần, lừa hết. Lừa đến mức tôi nghe điện thoại, tôi gọi điện thoại cho một người, nay chồng nghe, mai vợ nghe. Tôi bảo là thế nào mà liên lạc được, nay gặp vợ, mai gặp chồng. Tôi cha chúng con 2 máy, nhưng mà phải thế mới quản lý được nhau, chứ không tin nhau đâu cha. Lừa chồng, lừa vợ, lừa bố, lừa mẹ, lừa thầy cô, lừa bạn bè, lừa giám đốc, lừa trên dối dưới, lừa mọi người, lừa cả Thánh và lừa cả Chúa, lừa tất. Miễn là có tiền, miễn là được việc cho mình, miễn là có lợi cho mình. Tiền bạc có thể mua chuộc con người với nhau, nhưng lưu ý, không thể mua được nước trời. Tiền bạc cũng không thể mua được chân lý.
Đức Kitô là Chúa của chúng ta không khuyên và không dạy chúng ta làm điều gian dối. Ngài dạy chúng ta lấy tiền bạc mà mua nước trời, nhưng mà không phải theo kiểu nghĩa đen. Có nghĩa là cứ làm ăn gian dối, cứ lừa lọc rồi lấy phần nào đó trong số tiền bất chính thu được để làm từ thiện bác ái, chắc chắn Chúa sẽ ban ơn thêm cho. Không, mục đích không biện minh cho phương tiện. Không thể nói rằng tôi ra kia tôi ăn trộm là 100 bắp ngô, nhưng vì tôi thấy cái nhà bên cạnh đói quá tôi lấy về tôi cho. Mục đích không biện minh cho phương tiện không bao giờ được phép đi ăn trộm về cho người khác. Đấy là biện minh, đấy là ngụy biện, không được. Người ta chưa xác định câu xin hãy dạy con tôi chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn là gian lận trong thi cử. Đây có phải là câu của cố tổng thống Abraham Lincoln hay không? Nhưng dù thế nào đi nữa thì câu đó vẫn tuyệt vời. Xin hãy dạy con tôi chấp nhận thi rớt còn hơn vinh dự gian lận trong thi cử. Đối với người Việt cũng có câu chết vinh còn hơn sống nhục. Xã hội có nhiều loài người, nhưng tóm gọn trong hai loại chính đó là trung thực và lọc lừa. Dĩ nhiên mỗi loại có mức độ khác nhau. Sống trung thực sẽ mất sự gần gũi, sống trung thực sẽ mất sự thân thiện thoải mái, nhưng lại được những cái vô giá. Mực thẳng thì mất lòng vô quẹo. Sự khâm phục, nể trọng, quý mến đối với những người mà trung thực rất lớn. Dám sống trung thực là điều không dễ. Những người sống trung thực thường cảm thấy mình bị cô đơn, lạc lõng giữa xã hội phức tạp, bởi vì người ta có xu hướng an phận. Ai sao thì mình vậy, không dám đấu tranh vì chân thiện mỹ, lúc nào cũng chỉ giữ cho mình thôi, cốt là một hai chữ bình an. Người ta nói rằng đấu tranh thì tránh đâu, cho nên thôi thế nào cũng được. Người ta làm sai mình vẫn là tuyệt vời lắm rồi, xếp tuyệt vời, xếp là number one thì tất cả mọi sự. Không bao giờ dám nói lên sự thật, vuốt ve nịnh bợ và khen cả những cái sai, cả những cái trái. Điều đó gián tiếp làm cho những cái chuyện tiêu cực, gian dối nó cứ thế triển nở trong đời sống của chúng ta, không có điểm dừng. Xưa nay trong mọi lĩnh vực xã hội, chúng ta nhớ là bất cứ một lĩnh vực nào thì hàng hiếm, hàng độc bao giờ cũng quý. Người dám trung thực thì phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, vì nói thì dễ mà làm thì khó. Rất cần phải có lòng dũng cảm mới dám sống trong dù đời rất là đục. Trong cuộc sống đối với bất kỳ một lĩnh vực nào cũng vậy, dám làm thì dám gánh chịu, không gì hơn là mình cứ làm mình. Đó là một dạng trung thực. Người ta có thể che mắt người khác nhưng không thể giấu giếm được chính mình. Sống trung thực, mất thì có mất mà được thì vẫn được. Theo tôi, cái được nhiều nhất là tâm hồn mình. Nếu sống trung thực, mình được bình an, thanh thản. Dù người khác không muốn gần với mình, nhưng mình chẳng lo, mình chẳng ngại. Chẳng qua là chính họ ngại và họ thiện, họ không dám đến với mình mà thôi. Lịch sử thế giới đã và đang cho chúng ta thấy những tấm gương trung thực, dù người đó có thể bị người khác xa lánh, thậm chí là có thể bị giết chết, bị đẩy ra bên lề xã hội. Kinh Thánh, lời Chúa dạy chúng ta Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Thánh Phaolô bảo Thiên Chúa nhất định là đấng chân thật, và giải bày chúng tôi không phải như nhiều người, những kẻ xuyên tạc lời Chúa với tư cách là những người trung thực được Thiên Chúa sai đi. Chúng tôi lên tiếng trước mặt mọi người trong Đức Kitô. Không trung thực có liên quan tới điều răn thứ 8. Sống trung thực là một cách tuân giữ điều răn Chúa dạy, cũng là cách thể hiện đức tin làm chứng về Thiên Chúa chân thật. Có thì nói có,
ta hãy sống trung thực với ông bà, bố mẹ, tổ tiên, vợ chồng, con cái, cháu chắt, với những người xung quanh của chúng ta. Khi nào sống thực, xã hội này sẽ khác. Khi nào sống thực, chúng ta sẽ thấy bình an và hạnh phúc. Đạo không là gì khác là đem lại cho người ta bình an, hạnh phúc và niềm vui. Xin kính chúc tất cả quý ông bà anh chị em, đặc biệt những người tôn giáo bạn hiện diện trong hôm nay, chúng ta sẽ được hưởng niềm vui đó, và chúng ta tất cả mọi người cũng hãy sống trung thực như lời Chúa dạy chúng ta hôm nay. Mời chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin đến một Thiên Chúa. Mà giới thiệu Chúa cho những người đang sống chung quanh mình.
Chúa đã trao ban cho hàng xóm và hiền trì muôn đời. Amen. 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 Amen.
Chiều trên đề muôn người
dân tộc thánh thiêng. Người đã giăng tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tôn vô rằng: chúng con được ca ngợi và tôn vinh
xin đừng trông tôi trông con, nhưng xin nhìn lên lưỡng tin của hội thánh Chúa. Xin loài thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhau theo thánh ý Chúa, cho hàng sống và yên trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hàng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
xin cho thần lương này vừa nuôi dưỡng lòng tin côi thanh, vừa lôi kéo thêm nhiều người đến cùng Đức Kitô là sư thật, người hàng sống và hiền trì muôn đời. Trước khi thánh lễ kết thúc, xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em, những người đã có công để mời tất cả những người thôn giáo bạn đến tham dự hôm nay. Đặc biệt xin chân thành ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm của tất cả quý ông bà anh chị em thôn giáo bạn. Chúng ta rất là xa xôi, bận công việc hoặc những tương quan khác, nhưng chúng ta cũng đã thu xếp đến đây để chúng ta siết chặt tình thân và chúng ta mở rộng vòng tay nhân ái. Sau thánh lễ xin trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta đi lên trên phía hậu trường thẳng ở trên này lên. Tại đó chúng ta sẽ có tiệc trà, và nếu quý vị nào có những câu hỏi băn khoăn thắc mắc, chúng ta thắc mắc tôi sẽ trả lời, và sau đó chúng ta mỗi người sẽ nhận một món quà tôi sẽ trao tận tay quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Chúa cùng anh chị em. Đoàn chiến sĩ lên đường đem yêu thương cho khắp muôn phương, gieo rắc niềm tin chiếu soi giang trần mê đắm để nước Chúa chỉ đến tràn lan bao tình thương mến. La 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 mắt sáng ngời, nụ cười tô thắm nơi nơi. Đoàn chiến sĩ lên đường đem yêu thương cho khắp muôn phương, gieo rắc niềm tin chiếu soi giang trần mê đắm để nước Chúa chỉ đến tràn lan bao tình thương mến. La 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 la. Lạy Chúa con lên đường, lạy Chúa con
niềm tin rất lớn. Và cũng cảm ơn linh mục bài giảng của linh mục hôm nay của ngày lễ truyền giáo có giá trị rất cao về tinh thần và đạo đức cho tất cả mọi người, không phải cứ gì bên có giá trị rất cao. Một lần nữa xin cảm ơn linh mục và chúc linh mục mạnh khỏe, thật mạnh khỏe và truyền giáo cho nhân dân, cho cả hai bên chúng tôi học tập được rất nhiều. Xin chúc tất cả các vị ngồi đây có một sức khỏe dồi dào để chúng ta làm thế nào mà nhận được, cảm nhận được sự giáo dục và càng ngày càng thấy là ăn vào cái tâm trí của mình để sống đầy đủ một lẽ sống của một con người. Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn cô giáo đã phát biểu lên tấm lòng của mình. Và tất cả chúng ta chỉ mong muốn làm sao mọi người thật là mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Đấy là tâm nguyện chung ạ. Xin có ai có câu hỏi nào không ạ? Chúng ta cứ mạnh dạn lên, có ai nhiều khi cứ hỏi chỗ này hỏi chỗ kia. Nhát quá, nhát quá. Nhát đi con cấy. Tôi rất là vinh dự được coi về đến để thưởng thức cái buổi tình đó của cha đạo Phật Thích. Bây giờ tôi thấy là có hai đạo của ai nhưng hôm nay tôi cảm thấy rất là xúc động và nghe sự việt đạo của đạo thứ thì tôi thấy quá là hợp lý, không những cho hòn đảo Phật Thích mà cho cả thế giới này còn những điều hay, điều tốt và điều lẽ phải. Và tất cả những cái chương trình văn nghệ thì tôi cảm thấy như là thế thì này chúng tôi đi được mời đi dự thế là lễ truyền giáo thì tôi đã đi nhiều nên tôi được nhận rằng có thể là ta phải theo đạo. Thế nhưng cái này tôi biết rõ rồi, việc nào là đạo bạn, còn cái tư nguyện của ai đi không đi cái đó là cái quyền của nam. Đến đây tôi thấy là linh mục sẽ nói về tức là kinh thiên chúa giáo nhiều nhưng không như thế mà nói nhiều cả về chi tiết của đảng ta và kể các cái tôn giáo văn. Bởi thế tôi thấy cái việc đoàn kết và cái tư từ chúng tôi rất quyết khởi và chắc chắn tôi còn sống được, tôi còn đi theo. Và cuối cùng là xin chúc linh mục cả hai và toàn thể trong ban ca hành giáo và bạn bè tôn giáo chúng ta xin được khỏe. Cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn Bồ Tát là trong tất cả những gì vui buồn đấy là đều có mặt để trên hết. Xin chân thành cảm ơn bác. Ai còn có ý kiến gì không ạ? À vâng, xin mời bác Thịnh. Kính thưa linh mục quản sứ Quảng Bình, kính thưa tất cả các bạn có ở trong đạo Kitô hữu và kính thưa tất cả các tôn giáo bạn đang hiện diện tại nơi đây, có lẽ rằng tôi hình như là từ khi ca về ở quản sứ đây thì năm nào tôi cũng được dự cái lễ truyền giáo này và có lẽ rằng tôi hôm nay cũng phát biểu trên pháp đề cảm tưởng rằng là những lời thì cha giảng trong cái thánh lễ truyền giáo hôm nay chúng tôi thấy rằng là không những chúng tôi là tôn giáo bạn nhưng tôi
thấy rằng là để sau những ngày lễ này mọi người ta sẽ xích lại gần nhau hơn, và đều là loài người chúng ta nở thành một rừng hoa đẹp với lòng Thiên Chúa đã định. Và xin không biết nói gì, xin kính chúc linh mục quản sứ có một sức khỏe mạnh khỏe, và để làm sao sẽ làm cái công tác ở tại tín sứ của cái này, đưa cái phường vi chúng ta mọi người chúng ta được sự đoàn kết và đại đoàn kết thành công và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cuối cùng con chị đấy. Kính mời cha và toàn thể cộng đoàn chúng ta đến với một vũ điệu rất sôi động của giới trẻ Hà Nội, vũ khúc mang tên Tâm Huyền Yêu Thương. Chung một Chúa là Cha, chúng ta cùng sống tình anh em, cùng được chia san hạnh phúc nước trời. Trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau. Người thời trước, người thời sau, người trí thức, người bình dân, người sống đời tu, người sống đời thừa, người dù là nữ hay là gọi mời sống chứng nhân tình yêu, hầm hòa vào đời những thiện ý thiện tâm, trở nên mũi men trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người. Người nhóm này, người nhóm kia, người Do Thái, người Hy Lạp, người từ hướng Đông, người từ hướng Tây, người dù da trắng hay da màu, đều có chung một Chúa là Cha. Chúng ta cùng sống tình anh em, cùng được chia san hạnh phúc nước trời. Trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau. Trước người thời sau, người trí thức, người bình dân, người sống đời tu, người sống đời thừa, người dù là nữ hay là nam, đều được gọi mời sống chứng nhân tình yêu, thăm hòa vào đời những điều ý thiên tâm, trở nên mối men trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người. Chúa đã cho ban niềm tin giao hòa đất với trời. Tạ ơn Chúa đã cho ban tình yêu kết hiệp người với người. Tạ ơn Chúa đã cho ban niềm tin giao hòa đất với trời. Tạ ơn Chúa đã cho ban tình yêu kết hiệp người với người. Chúa đã cho ban niềm tin, tạ ơn Chúa đã cho ban tình yêu.
thắp sáng tình yêu gia đình, cho tim vui sáng đêm trần gian. Hãy thắp sáng tình yêu trong tim, nguồn hạnh phúc miên man. Tròn tình yêu trong sáng.